Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Thị Vân, là sinh viên khóa 3 lớp FP của trường đại học EDIC. Ở video này tôi sẽ nói về những cái nguồn vốn này và kết quả hoạt động kinh doanh, thì trong đấy thì tôi sẽ nói về cái phần thu nhập và chi phí. Thì đầu tiên đó là cái nguồn vốn. Nguồn vốn ở đây là gì? Nguồn vốn ở đây là những cái khoản, đó là cái nguồn lực, cái nguồn để tạo ra cái nguồn lực cho cái đơn vị, doanh nghiệp hay là một cái công ty nào đó. Thì đó chính là cái nguồn vốn. Và nguồn vốn ở đây thì nó bao gồm cái nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Vậy đầu tiên đó chính là nợ phải trả là gì? Ở đây đối với doanh nghiệp thì nợ phải trả nó chính là một cái khoản, nó là một cái khoản nợ được phát sinh trong quá trình mà doanh nghiệp đó hoạt động sản xuất, giao dịch và sự kiện nào đó nó xảy ra trong một kỳ kế toán. Có thể là cái khoản nợ này đó chính là vay ngân hàng hay là nợ của những nhà cung cấp nguyên vật liệu chẳng hạn. Đó chính là những cái khoản nợ. Và cái khoản nợ này thì cái nợ phải trả này thì nó thể đối với cái chủ của nợ thì nó thể hiện cái quyền kiểm soát đối với cái khoản nợ đó. Và điều kiện để có thể ghi nhận được một khoản nợ đó là gì? Thì ở đây cái khoản nợ sẽ được ghi nhận trong cái điều kiện mà nó được xác định một cách cụ thể rõ ràng. Cái khoản nợ đó sẽ phải ghi dạng rõ ràng trên một cái hóa đơn hay là một cái hợp đồng nào đó, và con số có cụ thể chính xác. Và điều kiện để ghi nhận tiếp theo đó là doanh nghiệp sẽ phải chi trả một lượng tiền để có thể thanh toán được các khoản nợ đó. Đấy là hai cái điều kiện để có thể ghi nhận được cái khoản nợ. Và tiếp theo thì trong cái nguồn vốn đây thì không chỉ có nợ phải trả mà còn có nguồn vốn chủ sở hữu nữa. Vốn chủ sở hữu ở đây là gì? Đối với doanh nghiệp thì nguồn vốn chủ sở hữu đó chính là giá trị nguồn góp của chủ sở hữu, thì nó được xác định trên một cái công thức, đó chính là nó bằng tổng tài sản trừ đi nợ phải trả, thì nó sẽ ra được cái nguồn vốn chủ sở hữu của cái đơn vị đó. Và ở đây thì cái nguồn vốn thì đối với nó thể hiện được một cái quyền sở hữu, thể hiện một quyền sở hữu của cái chủ sở hữu doanh nghiệp đó. Và đó, cái nguồn vốn chủ sở hữu ở đây thì nó sẽ được tạo, chúng ta sẽ phải hiểu thêm, biết thêm được một công thức để tính ra được cái nguồn vốn chủ sở hữu ở đây. Thì cái nguồn vốn chủ sở hữu đây nó không chỉ là bao gồm cái nguồn vốn góp của cái chủ sở hữu, mà nó còn bao gồm một cái điều nữa, đó chính là cái nợ nhuận giữ lại. Vậy ở đây thì chúng ta phải hiểu là nợ nhuận vốn góp thì chúng ta sẽ hiểu được không? Khi mà một cổ đông nào đó góp vốn vào công ty, đó sẽ cái nguồn vốn đó sẽ chính là cái vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đó. Và còn cái lợi nhuận giữ lại thì sao? Lợi nhuận giữ lại ở đây nó sẽ được tính bằng cái công thức, đó chính là bằng lợi nhuận giữ lại ở kỳ trước trừ đi cái lợi nhuận dòng, vì có thể doanh nghiệp đó hoạt động lãi hoặc lỗ thì sẽ cộng hoặc trừ, và trừ đi cái cổ tức được chia cho các cổ đông thì nó sẽ ra được lợi nhuận giữ lại kỳ sau. Vậy thì cái lợi nhuận dòng ở đây thì nó sẽ được tính bằng công thức nào? Lợi nhuận dòng ở đây thì nó sẽ được tính bằng công thức bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí sẽ ra được lợi nhuận dòng của cái doanh nghiệp đó. Đấy chính là những cái về vốn chủ sở hữu. Vậy thì một cái doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì chắc các bạn nghĩ, chắc bạn sẽ hiểu rằng đó chính là chúng ta cần có một nguồn vốn tốt và một nguồn tài sản tốt, đúng không? Vậy thì làm thế nào để có thể tăng được cái nguồn vốn, cách để có thể thay đổi cái vốn chủ sở hữu này như thế nào? Để tăng cái vốn chủ sở hữu thì chúng ta sẽ có thể là vốn góp vốn vào cái công ty đó, hoặc là cái doanh nghiệp góp vốn từ các nhà đầu tư, hoặc là để có thể tăng được cái vốn chủ sở hữu thì sẽ phải tăng cái lợi nhuận giữ lại của cái công ty đó. Còn để có thể làm giảm được cái vốn chủ sở hữu ở đây thì có thể cũng có hai cách, đó là cũng có hai cái phương diện, đó là cái chi phí trong cái quá trình hoạt động thì nó sẽ làm giảm cái vốn góp, và thứ hai không chỉ là cái chi phí mất đi mà còn là các khoản phải trả. Ví dụ như là mua bán các nguyên vật liệu thì đó là các khoản chúng ta phải trả cho nhà cung cấp,
hay là những cái số tiền mà cần phải phân phối cho các cổ đông, thì đó chính là các nguồn làm giảm đi cái vốn chủ sở hữu. Tiếp theo đây thì tôi sẽ nói tiếp đến phần kết quả của hoạt động kinh doanh, thì tôi sẽ nói về phần thu nhập và chi phí. Thu nhập ở đây thì nó sẽ được hiểu đó là cái thu nhập, tức là tổng cái giá trị lợi ích kinh tế trong một kỳ nó được xảy ra trong một kỳ được xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Và lợi nhuận ở đây thì nó có vai trò đó là làm tăng vốn góp, như vừa rồi tôi vừa nói. Và cái vốn góp đấy không bao gồm là cái vốn góp của cái vốn góp bạn, không bao gồm cái vốn góp của chủ sở hữu ban đầu. Và cái và tôi có thể lấy thêm cái ví dụ về cái nguồn thu nhập này, nó có thể là bao gồm những cái khoản phải thu của khách hàng, hay là những cái khi mà bạn có thể là cái công ty bạn đầu tư vào một cái khoản nào, đầu tư vào một cái hạng mục nào đấy, nó sẽ phát sinh ra những cái lãi, và cái lãi đó sẽ được là quy vào phần thu nhập của doanh nghiệp đó. Vậy còn chi phí thì sao? Chi phí nó sẽ ngược lại, chi phí ở đây thì nó sẽ làm giảm cái lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đó. Và cái chi phí ở đây thì nó có vai trò là làm giảm vốn góp trong kinh doanh, trong cái doanh nghiệp đó. Và chi phí tôi có thể lấy bao gồm như là cái chi phí trả lương cho công nhân viên, nó làm giảm cái nguồn lợi ích của doanh nghiệp, hay là các chi phí về tiền điện nước, chi phí về nguyên vật liệu. Đó nhất là những cái khoản chi phí mà doanh nghiệp phải mất đi, phải trả để có thể là đem lại một cái, có thể tạo ra được sản phẩm, tạo ra được cái nguồn thu nhập cho doanh nghiệp đó. Đó là tất cả những gì mà tôi đã được học. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình.